Em xin chào quý anh chị luôn nha. Thì hôm nay em vừa bón lúa ở đài Quảng Ngãi. Quảng Ngãi tối em đưa cho anh chị rồi, bây giờ mình sẽ quay luôn, vậy mà qua Quảng Ngãi mà đưa lên vẫn bón bị người ta mua máy sắp mất anh chị. Mua máy sắp á, nhiều khi trúng trong đó cũng không biết chừng nữa, phải không? Rồi thì bây giờ em quay sớm hơn nè, cái đài chưa bón luôn nè. Tôm này chưa bón luôn nè. Hôm tôi là ngày 24 tháng 9 này. Đó, bây giờ em đoan bón ngày 23. Bón ngày. Đó, mà bây giờ em quay luôn ngày 24 luôn nha anh chị. Đó, nhiều khi người ta thấy số đẹp người ta mua mắt rồi mình không có quay được, mình coi thử xem. Đó. Rồi số 94 tôm tôm ngày 24 tháng 9. Đó nha. Rồi. 94 này anh chị. 57 nè. 42 nè, 33 nè, 34 nè, 15 nè, 61, 30, tôm chín, chín tôm, 06, tôm lam, bả lam không tôm lam, số cũng đẹp, 20, 39, 4 tôm, 53, 67, 76, 11, 02, đầu đài từ Xuyên Quế nha anh chị. Tôm chín 57 24 46 24, số đẹp cũng thấy cũng đẹp nè, 46 24. Rồi anh chị, cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Đó, thì cũng tài khoản rồi cũng như thường lệ anh chị nào mà thường xem video của em thì cũng số điện thoại đó. Đó, và tài khoản ID ban đây, anh chị có nhu cầu mua thì có cách bọn Zalo nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã xem video của em nha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian yêu mến ủng hộ kênh YouTube bón số kim gỗ của em nha anh chị. Chúc anh chị chiều nay may mắn phân lộc phân tài. Cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất là nhiều nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.